Yo mọi người, đây là Huawei và Huawei quyết định tặng cho Lăng LD một cái iPhone 12 Pro Max tại Di Động Việt. Và như Lăng đã nói là chọn cái iPhone 12 Pro Max màu nào là tùy lòng hảo tâm của Huawei, thì Huawei quyết định chọn cho Lăng LD một cái giống Huawei. Dương tặng cái em. Gì lấy cái này? Em cảm ơn Quy. Em có thể khui ra thử. Đó giờ mua điện thoại cũ mà chưa biết bóc siêu sao anh chị? Giờ em muốn bóc siêu phải không? Bạn camera lại gần nè, coi bạn Lăng bóc siêu. Ai thì... kéo ra không bắt ai trả tiền nha, em nghèo lắm á. No, ai lại không? Làm vậy bao giờ? Anh em nha. Ừ. Thì đó. Này nhây quá. Chắc chắn. Thì em bóc đi. Cùng lắm mang nạo thôi, cái gì đâu sợ. Trời, ghê vậy. Này, em lấy đi của em mà. Cho em về cắt móng tay chứ được không? Em sợ chạy quá. Nhầy quá. Ok, chúc mừng em đã có một cái iPhone 12 Pro Max của năm nay nha. Cảm ơn Quy. Anh hy vọng là trong quá trình em làm việc, cái iPhone này sẽ đồng hành với em để có những bức ảnh tuyệt vời và công việc, những bài nhạc rất là hay tới từ em và tới từ iPhone. Rồi anh nghĩ đó là những gì mà anh có thể làm được ở cái giai đoạn này cho em. Anh hy vọng là em sẽ tiến xa. Cảm ơn Quy. Cảm ơn em. Anh Quy mà lần đầu tiên xài điện thoại đúng mùa luôn đó mọi người. Trước đó thì người ta xài tới cái 11 thì mình mới mua cái 7. Trước giờ toàn là xài lỗi thời không mà mua cũ mà lần đầu tiên được xài điện thoại đúng mùa. Đó là từ anh Quy. Thật ra đó là do công sức cố gắng của em thôi. Không, cái này là quà tặng của anh mà công sức cố gắng gì liên quan em đúng không? Cái này anh tặng mà liên quan gì công sức em. Em là anh ngại quá. Nếu như mọi người muốn sở hữu một cái iPhone 12 Pro Max thì hãy nhớ đến Di Động Việt nha. Bye bye, đây là Huawei và Lăng LD. Yo, xin chào mọi người, mình là Lăng LD và hôm nay mình vừa được nhận một món quà từ anh Quy tại Di Động Việt. Và đó là một chiếc iPhone 12 Pro Max. Và đây là full box của chiếc iPhone 12 Pro Max. Ayo. Và trong đây chúng ta có một bộ sạc, một cái ốp lưng. Tất cả đều là phụ kiện riêng dành cho iPhone luôn nha mọi người. iPhone 12 Pro Max luôn nha mọi người. Một chiếc cạc Magic từ Di Động Việt, nơi các bạn có thể đến để mà mua một chiếc iPhone 12 Pro Max giống như tôi, giống như anh Quy dành cho tôi. Phải nói đây là lần đầu tiên mình được xài điện thoại đúng cái thời điểm mà nó được ra mắt nhất luôn á. Không tin được. Trước giờ toàn là đợi người ta ra đời mới xong người ta đổi rồi mình mới mua cũ không à. Chưa mua điện thoại mới lần nào hết. Bây giờ thì lại được anh Quy chấp cánh hậu của cuộc thi. Dự là chiếc điện thoại này sẽ có thể soi được tận lỗ chân lông của tôi và mình sẽ tốn nhiều thời gian hơn để cào mụn ở mỗi bức hình của mình nữa. Là vậy đó. Còn bây giờ thì nếu mọi người muốn biết cảm giác cầm chiếc điện thoại này như thế nào thì hãy đến Di Động Việt để mà sở hữu cho mình một chiếc giống như Lăng và anh Quy. Yeah.